Kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một số cái dòng dây quang bãi mà hàng bãi Nhật, bãi Mỹ rồi bãi QR, những hàng bãi tốt nhất hiện nay quý vị các bạn nha. Như trên màn hình quý vị các bạn nhìn này, trên này chúng tôi có khoảng 5 mẫu, 4 5 mẫu dây quang. Những dòng này là dòng dây quang bãi tốt nhất hiện nay. Đầu tiên muốn giới thiệu với quý vị các bạn là dòng dây quang của Hitachi của bãi Nhật đây. Mời quý vị các bạn nhìn theo áo lại đó, quý vị theo hàng này Hitachi của bãi Nhật. Bản này thì cho nó những dòng này là đúc nguyên khối quý vị các bạn nha, đúc nguyên khối, khả năng truyền tín hiệu cực tốt luôn. Bản này Hitachi bãi Nhật này, dài là 1,8 m như vậy nha. Hitachi bãi Nhật đúc nguyên khối như này, các đầu nào cũng được bảo vệ Hitachi đây, quý vị các bạn nhìn đó, Hitachi bãi Nhật. Và này dài 1,8 m và quý vị các bạn tham khảo nhá. Đó đấy. Dòng một dòng cao cấp hơn chúng tôi có một dòng nữa đây, dòng này dòng của Audio Quest của bãi Mỹ anh em nhá. Đó anh xem được không, Audio Quest anh em nhá, Audio Quest bãi Mỹ đấy. Đầu giáp được các đầu này được mã vàng đấy, và đúng tiêu chuẩn âm thanh luôn, đầu này cũng nguyên khối anh em nhá. Ngoài thì bọc một lớp ra dù này đấy, đấy. Đây là dòng Audio Quest bãi Mỹ. Tiếp đến là một dòng nữa, dòng XLO, dòng này thì cao cấp một chút, dòng này dòng XLO đấy, quý vị có nhìn cho đó. XLO đó. Dòng này thì không được bọc dù và bề ngoài nó là bọc cao su thôi nhưng rất là mềm, nó chắc chắn đấy. Trong là sợi thủy tinh đó, XLO nhé. Và bản XLO này thì tôi sẽ có hai bản, bản này là bản dài 1,5 m anh em nhé, có 1,5 m và một bản dài 5 m. Đây, hai anh em, 5 m đây. Đấy, XLO. Bản này dài 5 m nha. Đấy, tất cả dòng dây quang bãi chúng tôi khai thác được. Đó. Cũng còn rất là khá là mới. Và một bản cuối cùng muốn giới thiệu với anh em, đây là Ultralink. Dây quang Ultralink, bản này bản cao cấp của chúng tôi. Đấy, anh em nhìn nào. Ultralink. Ultralink. Và dòng này xin giới thiệu với anh em riêng cái bản cao cấp bản Ultralink này. Dòng này là có treo chiều mũi tên anh em nhìn này, đó. Treo có chiều vào và chiều ra, đều chiều trên mũi tên này anh em nhá, chiều vào và chiều ra, Ultralink hàng bãi, Ultralink này anh em hay có những cái dòng dây như ví dụ như dây 3.5 da V Ultralink cũng có rồi anh em nhé. Đây là dòng dây quang, dây optical, chống như một chiều. Trên đây là tôi có giới thiệu với anh em tham khảo một số dòng dây quang bãi tốt nhất hiện nay và xin báo giá để cho anh em cùng tham khảo nhé. Anh em xem có những dòng nào xem phù hợp với lại toàn bộ dàn âm thanh của anh em thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Đầu tiên là báo giá với anh em là dòng của Hitachi của bãi Nhật thế này. Dòng này thì có giá là 190.000 anh em nhé. 190.000 trên một sợi như này anh em nhé. Dài 1,8 m. Bên này dòng Audio Quest. Audio Quest này thì có giá là 280.000 anh em nhé. Audio Quest này có giá là 280.000 trên một sợi, dài 2 m này. Mà dòng XLO này có giá là 320.000, dài 1,5 m là 320.000 anh em nhé. Còn dài 5 m này này có giá là 800.000. Xin lỗi anh em, 850.000 nhé, 850.000 dòng 5 m. Và dòng cuối cùng là dòng Ultralink. Ultralink này, dòng này thì chất lượng, dòng này dài 2 m. Có giá 650.000 trong chất lượng nhất thì lại của chúng tôi nhá. Đó. Và anh em mà có nhu cầu những dòng nào hoặc cần thêm thông tin và phối ghép hoặc về lắp vào những cái bộ DAC giải mã hoặc bộ chuyển quang hoặc những cái thiết bị mà có hỗ trợ đầu optical đầu quang ấy, có thể inbox hoặc liên hệ trực tiếp tôi 0944 737 321. Và anh em nào mà yêu thích video xin vui lòng đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi nhé. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp.